xin giới thiệu đây là cái máy chuyên Vitaro hiệu KTK, model là T30, có công suất là 1/2 HP, sử dụng điện áp 330V, 380V, 3 pha, 50 Hz. Khả năng taro lớn nhất của T30 là M6. Đây là gọi là cái máy taro tay hay là dạng ly hộp, chuyên về taro những vật liệu mỏng, có độ dày không quá là 6mm đổ lại. Thì đặc điểm của loại máy taro này là làm việc trên vật liệu mỏng rất là nhanh. Khi mà ra cái đấu điện vào đó, thì cái đục chính của cái máy taro này là luôn quay theo chiều cái đồng hồ, và khi mà cái kéo cần này, cái mũi taro vừa chạm vào mặt phôi á, thì cái mũi taro nó sẽ quay theo chiều thuận kim đồng hồ và đi xuống. Kết thúc một quá trình thì mình buông tay ra thì tự động nó lại, cái mũi nó đảo chiều, nó lại đi lên. Cứ như thế, trên vật liệu mỏng thì cái máy này, máy taro kim loại T30 này làm việc rất là nhanh hơn cả so với cái máy taro tự động thông thường. Thì cấu tạo của cái máy taro T30 này thì rất là nhỏ gọn, có thể là đặt trên bàn để mà trực tiếp làm việc luôn, ngay cả công nhân nữ cũng có thể vận hành, nó rất là đơn giản. Máy taro KTK T30 được nhập khẩu từ Đài Loan, bảo hành 12 tháng, giao hàng miễn phí tại Thành phố Hồ Chí Minh.